đây là một lô đất tốt rất là đáng quan tâm vì nó có rất là nhiều ưu điểm anh chị hãy theo dõi nó có những ưu điểm nào và nó đáp ứng được nhu cầu của anh chị không nhé Hello, xin chào tất cả các anh chị quay trở lại kênh của Hiệp Trong cái video ngày hôm nay, Hiệp lại chia sẻ với anh chị một cái lô đất Nó thuộc Trũng Liêm, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận Hàm Chính là cái huyện liền kề với lại thành phố Phan Thiết á Và hôm nay là một cái lô đất nằm mặt tiền đường nhựa Nó trải dài đến 60m nha anh chị Trải dài 60m, phủ hồng Và diện tích của nó chỉ có hai xào máy thôi Hiệp sẽ chia sẻ chi tiết anh chị hãy đón xem là cái mảnh đất này nó như thế nào Và nó có đáp ứng được cái nhu cầu của anh chị không Mà tại sao Hiệp lại nói đây là một lô đất tốt Thì đầu tiên này anh anh chị thấy nè cái đây là cái con đường để đi vào và từ đây đi ra đến trung tâm hành chính ra đến chợ của ma lâm thì khoảng khoảng 3 km anh chị chợ ma lâm là cái nơi là trung tâm nhất của cái huyện hàm thuận bắc anh chị thì nó sẽ có là trung tâm gọi là ma lâm còn đây là thực trạng của cái lô đất ở đây nó đang trồng lúa nhưng mà đất là đất cây trồng nha anh chị còn người ta đang đi trồng lúa thôi chứ không phải là hiện trạng là trồng lúa là đất lúa đâu đây là đất cây trồng bởi vì đất lúa và đất cây trồng hiệp chia sẽ ngắn một số anh chị mà chưa có xem nhiều chưa có để ý nhiều thì sẽ phân biệt đất lúa thì nó sẽ cần thêm một cái loại giấy tờ nữa gọi là giấy chứng nhận hộ nông nghiệp thì anh chị mới được quyền đứng tên đất lúa còn đất cây trồng hoặc là đất màu hoặc những một số cái đất khác thậm chí là đất nuôi trồng thủy sản thì anh chị đứng tên thoải mái nha không cần phải giấy chứng nhận hộ nông nghiệp gì hết chỉ có riêng đất lúa vì đảm bảo an ninh lương thực thì mới phải cần đến cái loại giấy này thì anh chị hết sức là lưu ý còn nếu mà chưa có biết cái giấy này nó quan trọng hoặc là đi địa phương nào cấp thì hiệp sẽ hỗ trợ hoặc là làm một cái video khác anh chị có thể để lại ý kiến anh chị phần bình luận rồi quay lại đây là cái lô đất anh chị thấy là cái cạnh của nó rất là thẳng đúng không ạ à? và lô đất này có thêm một cái ưu điểm nữa là lô đất này nó có hai mặt tiền một mặt tiền là đường nhựa và một mặt tiền là đường đất đường đất là thẳng trước mặt anh chị là nó sẽ có cái mặt tiền đường đất ở phía bên kia của mảnh đất còn này là cái góc phía bên này. Và lô đất này thì nó hơi thấp hơn nền đường một chút nha anh chị Tầm cỡ 5-60cm á Cho nên đây là những cái hình ảnh chân thật nhất của lô đất Bởi vì một lô đất nào nó cũng sẽ có ưu điểm khuyết điểm hết anh chị Nhưng mà quan trọng nhất là cái ưu điểm của nó nhiều Còn khuyết điểm của nó một là ít hay là ít tốn chi phí Và mình có thể khắc phục được nó thì nó cũng sẽ sẽ không đáng kể Và cái khuyết điểm lớn nhất mà Hiệp nhận ra từ lô đất này là Nó sẽ trũng hơn mặt bằng của đường anh chị Cái cốt của nó sẽ trũng hơn một chút Nhưng mà nó rất là vuông vắng nha Rất vuông vắng hai mặt tiền rồi cộng thêm nó là quy hoạch phủ hồng nữa anh chị đây là cái đường đi thẳng vào trong anh chị có thể đi uh, theo cái ngõ này để về thành phố phan thiết cũng được nói chung là cái con đường trước đất này nó thông đi tất cả các nơi anh chị nó thông về phan thiết rồi nó cũng có ngõ đi tiếp tục đi hàm thuận bắc vào trong nó có sẽ có ngã ba và ngã tư ở trong còn cái hướng này thì đi ra ngoài quốc lộ 28 từ đây ra đến quốc lộ 28 khoảng 2 km và lát nữa hiệp sẽ dùng google map để chia sẻ những cái thông số cho anh chị thấy là nó sẽ rõ ràng và nó nó dễ anh chị nó minh bạch nữa đây là ngay chỗ cái xe máy sát cái hàng rào của nhà hàng xóm đây là có cái đường đất bên hông nè và con đường này cũng có hiển thị trên sổ luôn và ở phía sau thì cũng có người dân ở phía sau tóm lại là cái khuôn đất này hiệp đánh giá rất là cao nó thể hiện được hai mặt tiền và vuông vắng ha anh chị với hơn hai nghìn chín trăm mét vuông mà mặt tiền nó đến 60 mươi mét Lô đất này nó gần thành hình vuông luôn anh chị, nó thành hình vuông luôn, rất là ok. Còn đương nhiên đây là khu dân cư và quy hoạch thổ cư cho nên mình sẽ có hạ tầng điện thì anh chị thấy rồi. Còn bà con ở đây vẫn có mọi thứ đáp ứng cái nhu cầu của mình. Và với cái giá bán thì anh chị cũng sẽ khá là bất ngờ với giá bán này. Đó là giá 650 triệu và buông sổ ha anh chị ha buông sổ tức là cái người bán bất động sản họ sẽ thu về tổng cái số tiền này còn một số cái khoản lặt vặt ví dụ thuế rồi phí công chứng lặt vặt những cái nó nó cũng không nhiều đâu anh chị nhưng mà vì do là bà con nông dân mà họ muốn cái sự thuận lợi và họ không có không để ý nhiều về chuyện này cho nên là họ sẽ bán với cái giá thấp và buông sổ nha anh chị còn xét về ranh giới của cái mảnh đất này thì anh chị thấy rõ rồi mốc móc giới mọi thứ nó có sẵn hết và đây là góc cuối cùng của đất này nè là nó cũng có hàng rào và tiếp giáp với nhà còn phía bên kia nó có một cái đường gạch tắp lô và hàng rào thì trong cái đoạn đầu của video anh chị đã nhìn thấy rồi còn phía bên này là nó tiếp giáp với lại cái đường đất ở bên hông và hiệp sẽ để cái hình của cái bản trích lục để anh chị nhìn thấy rõ hơn ở trên màn hình nha đây là từ ở phía trong đất để nhìn ra đây là những cái hình ảnh mới nhất những hình ảnh chân thật nhất. Bởi vì bên Hiệp sẽ có một cái quy định rất là khắt khe ở trong quá trình làm đó là phải cung cấp những hình ảnh nó chính xác nhất, nó rõ ràng và đúng nhất cho khách hàng chứ không được làm ai lệch để cho anh chị sẽ không phải mất thời gian, không phải mất nhiều và đặc biệt mất cái gì mất với niềm tin là mất rồi là không xây dựng lại được anh chị, không xây dựng lại được niềm tin. Cho nên để làm mà giữ cho nó đúng, giữ cho nó bền vững mới là cái vấn đề nó khó. Chứ còn nếu mà mình ăn sổi ở thì thì chỉ được một khoảng thời gian ngắn thôi, thì cũng chia sẻ thêm để anh anh chị hiểu là cái doanh nghiệp của hiệp sẽ vận hành theo cái hướng là bền vững và lâu dài, hỗ trợ khách hàng trước trong và sau khi bán mãi đến sau này lâu dài luôn nha anh chị chứ không phải là bán xong rồi chia tay goodbye nha hiệp không làm theo cái văn hóa đó cái điều nữa là mặc dù biết là cái giá nó rẻ mua thì mình có thể là mình phân lô ra mình cắt ra là mình đã có lời ngay rồi nhưng mà hiệp vẫn bán theo cái giá của cái người chủ họ đưa ra có rẻ thì hiệp cũng sẽ bán giá rẻ cho các cái nhà đầu tư là thụ hưởng được cái chuyện này chứ còn không phải là mình thấy rẻ rồi mình phải kê giá nâng giá lên cho nên là đâu đó thì anh chị sẽ thấy có thể là giá thị trường một vài miếng thì cũng có những cái người khác bán họ có thể để giá cao lên để cho anh chị trả xuống hoặc là bán là họ bớt cho anh chị cảm thấy vui cảm thấy là thoải mái hơn bởi vì có một số một số người có thể là quen rồi là bán gì cũng phải bớt thì mới 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 cảm thấy vui cảm thấy thoải mái thì mỗi người một tiêu chí thôi còn tiêu chí của hiệp là đưa ra mức giá tốt nhất có thể để cho khách hàng có thể là lựa chọn và ra quyết định mà không phải lăn tăng về giá và bây giờ hiệp dùng Google Maps để chia sẻ cho anh chị là cái khoảng cách đến các cái tiện ích nó như thế nào nhé rồi đây hiệp đang lấy lotte mát phan thiết lotte mát phan thiết làm vị trí chuẩn ha lotte mát phan thiết đi đến cái mảnh đất là 16 km tuy nhiên đây là ngay trung tâm luôn nha anh chị ngay sát cái biển cho nên là 16 km chứ còn nếu mà tính từ mép rìa phan thiết tính từ phan thiết mà đi thì chắc tầm cỡ 10 km hơn một xíu thôi đó là cái thứ nhất cái thứ hai là anh chị là có rất là nhiều cái ngõ để đi đây có rất là nhiều cái ngõ đi theo google map nè và những cái ngõ này anh chị hoàn toàn đi còn có những ngõ nhiều hơn nữa anh chị mà nó gợi ý cho mình ba cái đường đi thôi rất là nhiều đường đi thì mình đi đến ngay chỗ này đây là vị trí gọi là cầu 14 và từ đây mình rẽ vô vậy thì ví dụ lotte là điểm số 0 đi thì từ đây rẽ vào sẽ sẽ tầm cỡ hai cây hơn hai cây số ha anh chị đương nhiên cái móc không phải từ Lotte là là điểm số 0. Nhưng mà mình có thể nhìn thấy đây nè. Mình có thể nhìn thấy cái khuôn đất nó thể hiện ở trên cái bản đồ nó rất là là rõ và nó vuông ha anh chị ha vuông đây nhà dân mới nãy anh chị nhìn thấy nhà dân và có mấy đứa trẻ nhỏ đang chơi ở đây đây là cái nhà ở phía sau rồi anh chị có thể đi thẳng tới nữa anh chị rẽ trái anh chị về lại phan thiết rồi đi theo cái ngõ này gợi ý nè anh chị có thể đi thẳng được đi rất là nhiều nơi đi rất nhiều nơi ha anh chị rồi ok từ đây ra đến quốc lộ 28 vậy nếu từ cầu 14 này anh chị đi lên thêm một chút tiếu nữa thì anh chị sẽ thấy là rất nhiều cơ quan nè Aribang nè và đây là những cái nơi trung tâm hành chính của huyện Hàm Thuận Bắc nó nằm ở đây anh chị trung tâm này ha trung tâm hành chính nè trường học trường phổ thông nè rất là nhiều nhà thi đấu rồi đủ thứ ở đây hết anh chị chi cục thuế này nọ và chợ Ma Lâm nằm đây rồi, trung tâm hành chính là ở khúc này tức là anh chị chỉ cần ra đến đầu ngõ thôi là rẽ trái. Nếu từ ở trong đất đi ra, anh chị chỉ rẽ trái thôi là bắt đầu hàng loạt các cái tiện ích. Rồi nếu từ trong cái mảnh đất á anh chị đi ra ngoài hướng quốc lộ 28, nếu rẽ phải thêm 14 km nữa thì mình sẽ sẽ về đến trung tâm thành phố Phan Thiết về đến Lotte Mart. Còn nếu mà rẽ trái đi lên thêm hướng này thì anh chị sẽ đến Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc nè đến huyện này nha anh chị nhé rồi chợ nói chung là tất cả các cái tiện ích quan trọng nhất của cả huyện nó sẽ nằm ở khu vực này rồi ở đây cái điểm mờ mờ đây này anh chị đây điểm mờ mờ này là nút giao cao tốc nó nằm ở chỗ này vậy nếu sau này cao tốc sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022 anh chị đi từ các cái tỉnh là Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh các kiểu đi ra thì đi sẽ đi lối cao tốc này anh chị sẽ xuống theo quốc lộ 28 này đi xuống ha à, anh chị sẽ xuống theo cái lối đây và anh chị đi thẳng về hướng Phan Thiết thì trên đường đi anh chị có thể rẽ vào trong mảnh đất này hoặc là đi thẳng tiếp tục sẽ về Phan Thiết và về biển là đây là những cái tiện ích nó rõ ràng của uh, của cái mảnh đất này và cái điều đặc biệt quan trọng là hiệp thấy nó nó rất là vuông vắng nó chỉ có hơn 2.900 m mà đến 60 m mặt tiền mặt tiền nó rộng hơn chiều sâu anh chị thấy rất là rõ ha và chiều sâu nó lại vừa phải nó rất là hợp lý và cái giá bán của lô đất này là 650 triệu cho một xào thì mình cứ nhân lên đơn giá ha anh chị và cái giá này là giá người chủ thu về rồi đây là những cái thông tin nó rất là minh bạch và chính xác để có thể anh chị đầu tư và hiệp đánh giá đây là một trong những cái lô đất rất là tốt đáng để đầu tư nha anh chị có mấy trăm triệu một xào mà mặt tiền đường nhựa như này thì thì không dễ đâu không có nhiều để mà mua rồi nếu anh chị quan tâm lô đất này thì hãy liên lạc với hiệp để hiệp có thể hỗ trợ cho anh chị nhanh về cái lô đất này nhé rồi cảm ơn anh chị đã xem bye bye anh chị chúc anh chị một ngày tốt lành và hiệu quả hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha tạm biệt